Nửa đêm rồi mà còn bí mật ngồi chơi game. Hôm nay biết tay bà. Bắt quả tang. Anh làm gì đấy lúc đấy? Anh có làm gì đâu. Sao mở lên tăng? Đọc báo. Tìm báo. Có gì đâu. Báo gì đây? Anh có gì đấy? Em xin lỗi, em hơi quá tay. Thôi mà em xin lỗi rồi còn gì. Nhưng mà có khi thế này lại hay đỡ phải chơi game nhỉ? Quá đáng lắm luôn. Em nghĩ có thể chia rẽ anh với game. Em nhầm to rồi, anh vẫn chơi được game nhá, nhìn đấy. Game vừa mới ra mắt hôm nay xong. Bất ngờ chưa bà già? Game siêu nhẹ chỉ có 50 MB thôi. Anh tải sớm nên được nhận thêm cả buffet quà tặng. Đăng nhập nhận ngay 50 lượt quay tướng. Tướng SSS như là đấng Lina. Biết đấng không? Biết đấng không? Không biết đúng không? Gà. Còn cả 5.000 kim cương ấy. Mà game còn có cơ chế auto chiến đấu, tự động thu nhập. Nhận chiến lợi phẩm chỉ bằng một lần bấm. Thế nên là chơi một tay là thoải mái, dễ dàng. Tay kia làm gì cũng được. Thêm cả lối chơi màn hình nhỏ nữa. Thế chắc chưa? Chắc. Chắc chưa? Chắc chắn. Thế game chơi bằng chân được không? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Thế là như